Lụm rồi nha các anh em. Lụm ơi, lụm rồi. Vô. Thẳng cần, dứt. Chạy hả mày? Đúng rồi. Chính không? Đó. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Ngày lễ chân của Galena. Chạy hả? Có rồi. Ừ, dùm che máy em đó. Cách chi hả? Chà. Chà luôn hả? Chà. Đừng che máy ảnh á, coi đừng che máy ảnh kìa. Che máy ảnh á. Ui, vừa 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 vừa, chắc 2 kg. Cái chả bò. 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 Trời ơi. Nhìn chú nào xuống lấy ta. Cái gì kéo lên luôn. Nó để cho nó mệt mới được. Ui, cái chà. 1 kg, 2 kg. Nhỏ nhỏ. Nhỏ. Thâu dính rồi. Lên luôn. Chuối chuối. Chuối hả? Thấy cần bật bật là biết rồi. Subscribe kênh nha mấy anh chị ơi. Oh, nhớ like và subscribe nha. Thấy cần bật bật là biết rồi. Hay quá. Đó giờ mới thấy người dính cái ta đây luôn. Cái cha đây lên nhiều mạnh. Không thấy không thấy trên clip không mà. Thấy qua hình không mà. Nó cái chà ngoài đời nó sao ta? Nhìn cái nha. Cái này cho nãy. Ừ, bự quá, 2 kg. Lụm. Quá. Đó, xách lên lít luôn luôn. Rồi thả xuống đi. Thấy nó ăn nhẹ không? Thôi thế nào nó cũng búp bập à. Lụm nha. Từ từ không sao cứ cho chạy đi. Ờ đừng đừng xiết nữa, đừng xiết nữa. Cứ xả ben đi. Đừng gấp, đừng gấp. Đồ má một lưỡi này meo quá. Để anh quay. Phim nha. Từ từ nha. Nắm đuôi được không? Cắm máy giùm không? Đừng ấy từ 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 bình tĩnh không có gì hết á. Nó ăn mà không hay luôn á. Đúng rồi, từ từ. Cứ qua đây nè, qua đây đứng qua đó. Chiều ở đây nè, khi mà nó chạy á em cứ thủ sẵn cái ben nha. Từ từ. Nắm đuôi. Không sao hết á. Không có sao, em đừng bình tĩnh không có gì hết á. Cá bự quá ta. Anh hờ anh đâu có chụp dây đâu khi mà nó ấy. Dễ hả? Ê, đừng cho chạy gốc đó, cứ dìu từ từ á, đừng căng dây quá. Cầu dế hay gì? Dế. Từ từ anh bắt cho, từ từ không sao hết á, bình tĩnh không có gì hết á. Từ từ đập miệng nó chậm mang không từ cái bờ này khó bắt lắm, bờ sình thì bắt được. Nắm đuôi á kì, không gì từ từ. Ừ, nắm đuôi. Lưỡi này khó sức lắm. Không, con này nặng. Vâng, nặng ha.